chán quá bác Tài ơi, mở sân sale đi. Sân sale hả? Ok. Bolero đi bác Tài. Bolero hả? Ok. Sân sale đi bác Tài ơi. Cái người gì á? Bolero. Sân sale. Bác Tài. Vậy rốt cuộc là sân sale hay là bolero? Bolero đi. Ok, có hết. Màn hình GTR G Pro với rất nhiều những tính năng an toàn, hỗ trợ lái xe và giải trí. Thì các bạn có thể thấy chúng ta có thể vừa nghe nhạc này, nghe bolero, chúng ta vừa có thể đọc báo này, săn sale này, rất là tiện đúng không? Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái màn hình GTR G Pro này để chúng ta có thể là dẫn đường này, rất là tiện, có đọc biển báo giao thông, tất cả mọi thứ ở trên cái map này. Dẫn đường tới Auto 365 bằng Việt Map. Đang chỉ đường Auto 365 trên ứng dụng Việt Map. Rất là tiện đúng không anh em? Và đặc biệt là khi mà chúng ta chở khách hàng đi á, chúng ta có những chuyến đi dài thì điều chúng ta quan tâm hơn nữa là chúng ta cần biết là thời tiết ở địa điểm thì chúng ta tới như thế nào. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh chiều nay được dự báo là mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Rất là tiện đúng không anh em? Thì ngoài ra thì chiếc DVD này cũng có thể kết nối với cái màn hình trần như thế này để mua chuyến đi thì khách hàng chúng ta có thể giải trí, chúng ta có thể đọc báo rồi là xem video để chúng ta trên đường đi chúng ta không cảm giác không còn mệt mỏi nữa, chúng ta giải trí thư giãn cho một cái chuyến đi dài. Đấy, đây là những cái tính năng rất là ưu việt của cái màn hình GTR G Pro với một cái mức giá thành cực kỳ hợp lý. Khi mà lắp đặt cái màn hình GTR G Pro thì khách hàng sẽ được tặng thêm là SIM 4G này, camera hành trình theo dõi này, Việt Map S1 bản quyền này, thẻ nhớ kèm theo camera hành trình, cực kỳ là tiện lợi đúng không? Lắp một mà được tận tới 4. Ngoài cái mã GTR G Pro ra thì còn thêm một mã nữa cao cấp hơn, đó là G Ultra. Thì anh em có thể liên hệ tới Auto 365 để các bạn nhân viên tư vấn có thể tư vấn cho mình chọn được cái sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình nhé.